Chẳng sẩy phán hơi, tăng lộp chế nông lon tổng bạn cho tạp chí sán chế nhà sản, cho đại phát sản truyền ăn bắc sáng khen. Chắc sẵn cái nhà sảo sang nội dung chán này. Thế chế nông lon tổng bạn, vụi tao chẳng sản, mọc tay chân xôi táo dì xẹn, sẽ phản ánh cố phóng diện chẳng sản, kỳ cộng ngành cáo dọc lon đào tạo, chân sau chảy dịch bệnh. Chép chẳng sản, sẩy phóng sẩy, dư lây con vạt môi trường, trôi bát tẩy dịch. Phân mồi chẳng sẵn, chơi mọc, răng hao chồi bá tỉ cầu, ngọc cây mặt căng tấu, cháy nòng, lon tỏng bàn. Cậy tinh thần, cho sau chẳng xây dòng nọng sản, chơi viên mình bô, yên dũng. Cùng xây sẽ nội dung chẳng sẵn, mây cháy nòng lon tỏng bàn, xem cả tiếng dầu. Thưa cháy nòng lon tỏng bàn, hơn ết cú nhiệt gây, bến chủng khạn cú COVID sập cầu là vú chân sẩy xẹt, lo giàu chặt chân sẩy phức tạp trồi tây bàn. Chấu ảnh hưởng trọng, táo liều sang mền, canh chạy trả vội của khen. Bác sáng khen, làng giáng nhập, giấy san cầu điểm, tập tròn liều lạt ngăn chặt cọng vú cú dịch COVID sập cầu, loan tinh thần, gọt dịch, lôm, gọt chạp. Tiêu có phần sẵn thêm là táng con vạt phòng chống dịch COVID sập cao của khen, liều ngành cáo dọc, dí làng tròn lạt, chay lạm, lon quyết lạm, chay lùi dịch bệnh. Cùng xây phóng diện chuyên đề, xích càng chẳng hợn cạnh cú con cây, cho mọc ta chân sội táo xế xiang cá nhặt. Mây cháy nông lon tỏng bàn, xiang cả tiếng dầu. Lên cú còng dịch COVID sập cao giàu chặt phức tạp, ta nhặt chỗ sạp ngổ nhệt nên nhề trên lăn nhề giặt. Nòng Nguyễn Quỳnh Hương, loan hau hấu cấy hạt dạng lớp cao A giặt, trường trung học cơ sở Hương Sơn, Lạng Giang Vìn. Lạ chỗ cú còng tọc sội, bền cú còng trực tuyến. Dây san thì nhập lớp sạp trung học phổ thông, Lạng Lai chân dị can. Vì nay hạc tàu sang chịu tọc trực tuyến, căn trường cắn rào bài chấu thêm, loan sang dạng để thi cú sang nên lên, tiêu sẵn thêm nhặt dịch, loan diện loạn kỹ năng chấu bài, táng hao nòng hạc dạng. Con được nghỉ học từ ngày 9 tháng 5 đến tận bây giờ. Nòng ta nghỉ tọc sội ta nhặt chỗ cao ngầu nhiệt lai tọc hung xây. Một ta khối tói trường tọc sội lăn hạc trạ hạc bu. Trong tọc chuỗi ọc, hao hạc trạ hạc bu dí chân xây liều làm. Liều sang hao nhà xịch, nà rằng hao nhất, hạc trạ hạc bu lan truyền cáo táng nòng học cây, thọng cú, tọc online. Dọc bến phạp nà hầu nhất, hạc cha hạc bu, đan hướng tái, táng nòng hầu cây. Nhất sẩy, sang bài nào ác chấu, ni nòng hầu cây bó hạc cha hạc bu, tiêu hạc cha hạc bu chẳng. Học bến phạp cản chấu, là chẳng táng nòng hầu cây chân xịt tổ, trồi mu dịch cây. Đợt dịch này. Nên tọc nhảy trễ lan nhảy sạp, tó nhảy trễ lan nhảy giặt, trường trung học cơ sở Hương Sơn, dọc lọc béo ba sập lọc hạc dạng, dọc lấy sập lạm tải piêu cáo dên, nhân dên. Do ảnh hưởng cú dịch bệnh, căn trường dọc lạm sập cao cáo dên, non cản lấy béo hạc dạng, trồi diện ép nhảy, phải lây dền trồi ọc. Cho nên dọc sập giặt hạc dạng, xảy diện ép giặt, phải hối lây dền tập tròn. Trong chấu của cong chấu liền rằng cong ết mạt vừa cáo tọc sội vừa chống dịch. Ban giám hiệu can trường là chỉ đạo cáo diện hạc dạng hay cú cáo tọc sội trực tuyến nhằm chú trọng trang săn tọc cắt bệt xây đàm bó của cong ôn loạn kết cá chất lượng tăng kỳ thi nhập lớp sập trung học phổ thông. Dịch bệnh bùng nổ. Dịch bệnh giàu chặt nên hao nòng hạc dạng chất xỉ lo lắng, mùi dị hạc dạng gì chất xỉ lo lắng. Lôm chỉ đạo cố cấp cậu, ngay ta mạt nghỉ dịch, ngủ cấy lên nhận sau nhập cọng cáo trực tuyến, tiêu trang hao nòng ôn loạn, sẵn thềm nhà dịch, chuẩn bị táng hao nhà dịch hao nhất, táng mạt thi nhập lớp sạp táo cây. Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ. Ngủ cấy là chỉ đạo liều tài piêu cáo dên, tổ chức cáo online táng hạc dạng, tiêu trang hao nòng đảm bảo thực nhà dịch táng kỳ thi nhập cấp làm đầu táo. Chuyến bên này, ngô cây gì yêu cầu, tài piêu cáo dện, hướng tái hao nòng, hao biến phạp, phòng chống dịch. Trên đây cắn tham gia nhập cọng vạt trả vôi, lôm cọp nhập táng, mền trận củ cạ, dì lôm cọng chẳng táng hao nòng hạc dạng, sau hoàn cảnh, chăn xịt khán hầu. Theo cọng chấu lên tàu, lịch thi nhập lớp sạp cọng lập trôi bắc sáng khen, rau chát trôi lèng nhạt, chấu làm lon chấu lấy lọc nhiệt nên nhảy trễ lan nhảy giặt. Sang cản trường, la táng hàng xẻng ôn loạn, lon chuẩn bị cáo, tăng nhạt hối thi. Trong do điều kiện dịch bệnh, mà lịch thi tố nặng hơi cú tó nhạt, nhảy chát tó nhảy ba chát nhiệt nên nhảy trễ lan nhảy giặt. Còn phải ôn loạn online, táng hàng xẻng lớp cao trôi xì san cung xây, xây biến phạp xây. Bởi dù kén lon cú cọng cây, ta mu dịch lên, trong do tắc tỏng cú tổ sang rằng cọng, nên tiểu lao tiểu ta kết cá, cú hao biến phạp cây, xảy thách thức, lon hạc trạ, lon hạc xẹng.
Nhà căn tăng áp lạt cố làm nhám này, căn trường là tăng hạc xẹng, tọc, linh hoạt, cho cao cáo, tiêu trang hạc xẹng, hào hứng hơn. Trước tình hình dịch bệnh thì nhà trường đã bố trí. Lên tình hình dịch bệnh, căn trường là bố trí tăng hao nòng hạc xẹng, tọc trực tuyến, ta nhạt sập lấy ngủ nhiệt. Cùng xây đang tập cho tăng hao nòng ôn soạn lấy môn, nên sẽ toán, ngữ văn, tiếng Anh, lăn cáo sỏ cộng dần, loàn ít môn, xe lèng chịu ít tuần. Ngọc cây gì kết hợp loàn mùi gì hạc dạng, tiêu đàm bó bé phần bé hao nòng, giao các sắc, mặt tọc sội, trực tuyến. Hao nòng hạc dạng là chất xảy chiều hầu, giao con phối hợp giữa cáo dện loàn hạc dạng, loàn giọt cọng, quạt cá, cú hạc trà, hạc bù. Để phụ huynh học sinh nắm được. Khen hào diễn biến chất xảy phức tạp của dịch bệnh COVID sập cầu, hạc xẻng làm phải tập tiểu cọng táo trường, hơi vằn cú cọng tọc trực tuyến, ôn soạn ta dền. Răng cây khiến tắng một siêu hạc xẻng, môi dị hạc xẻng cảm kín chất xảy nhắm tộ, lo lắng, trọng, lon tinh thần quyết làm. Hào hạc trạ hạc pu, bó hạc xẻng, lon môi dị hạc xẻng, nên bình tĩnh, lau căn cọng chủ tòng, tiêu hối cú xế san, lắn hầu cây. Theo kế hoạch chỉ đạo của sở là lùi lịch thi. Theo con chấu của sở cáo sọc loan đào tạo nên sẽ chạy lùi lịch thi. Nên mùi dị hạc xe ngô cây chân sẽ lo lắng. Ngô cây gì lo nên sẽ cố năm nổi trời ọc, dần loạn chân sẽ khán hầu. Trong chân sẽ may nên sẽ ban giám hiệu của căn trường là tổ chức quảng cáo online tác lộp, loan thông báo cho nhóm Zalo lô táng mùi dị hạc xe tiêu ngô cây xịt. Hạc tàu sang chịu tọc trực tuyến, đi hao năm nổi, cắn tạc hao hạc trạ hạc bu, dạo bài trồi nhóm. Ngọc cây dí là in chặt lai, tắng hao nòng chấu. Các đề, các thầy cô chụp gửi và chúng tôi đã in ra cho các con làm. Tại dịch COVID sập cầu, làng giàu chặt chất xể phức tạp, ảnh hưởng chất xịt trọng tó sang mền của xỉ xẹng, canh trại trả vôi. Trên đây giàu ngành cáo dọc. Cố thỏng kề, liều khen khung xe giã ép bác ngộ sập lấy cáo dẹn hạc dẹn, dương tính loàn virus sát của vi nhầy. Loàn hợn sập hạm trên tài piêu cáo dẹn, loàn hạc dẹn, trời diện ép giặt ép nhầy. Loàn quyệt lạm, tắp tiểu cọng hối trường, trọng, một tắp tiểu cọng tọc sội. Liều ngành cáo dọc bắc giảng khen, lát chú tỏng hay cú cọng tọc trực tuyến, loàn tổ cọng chấu cả táng. Vừa chống dịch, vừa chống trong trang sản không tọc sội, đảm bảo hao quyền lợi táng hạc dạng. Cho nên xảy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên nhảy trễ là nhảy giặt, loan kỳ thi nhập lớp sập trung học phổ thông, loan còn tham gia cú khẩn lấy sập trễ cú hạc dạng. Chuyển sang cái hình thái dạy học trực tuyến đối với các em học sinh ôn thi. Hơi cố cú cọng ôn soạn trực tuyến đối lần hao nòng hạc dạng chuẩn bị táng lẻng kỳ thi quan trọng, cần căng táo nơi xảy lẻng cú cọng, tay giặt nơi xảy nền tảng, trăng táng hao nòng ôn soạn trực tuyến. Sở cáo dọc loan đào tạo lẻng là phối hợp loan hãng Microsoft Việt Nam săn lập sắc hao tài khoản mùng mật trên, táng hạc trạ, hạc bô, lần hao nòng hạc dạng, ta hơn ít nên lên. Cong chấu cây, dí là phạt ít cong chấu kén. Hạc tao này, ngô cây cán phối hợp loan nền tảng, ôn luyện.vn, tiêu hao hạc trạ hạc bu, vừa trang cọng ôn soạn, vừa tổ chức kiểm tra trực tuyến. Trên cái nền tảng này, thì các em học sinh được các thầy cô hỗ trợ để vừa ôn luyện, vừa tổ chức kiểm tra trực tuyến. Tăng ngầu nhiệt nên nhảy trễ là nhảy giặt, bến chủng khạn của COVID sập cao vú xẹt, là rào chặt chân xảy phức tạp chùi tỉ bản Bắc Sảng Leng. Hưởng ứng còn hám của Ủy ban miền trận của cả Leng, Giám đốc Sở Cáo Sọc Loan Đào Tạo, Loan Cộng đoàn Cáo Sọc Leng, tài piêu cộng chức, diện chức của nhân chủ cộng, Loan Hạc Sẹng, Sẹng Diện, Trôi Liều Ngành. Lạ đón lạng, chiều hâu tròn lặt, chay lạm, tham gia nhập hao miền trận chống dịch chùi tệ bàn, đơn vị. Một căng táo nhặt loan gì, một khét lặt ngăn trên, cóp nhập, tắng sang lầy, cổ ca. Hao hạc trạ hạc bu, lây bá tay cáo, khối cản loan, hao lặt lượng chức năng, tham gia sắp xếp, chấu tràn, bố trí bá tay lây rền. Trang tắng trạm y tế, nhập số liệu, láo lung lịch trình, chú nhăn. Gác chốt trạm, tham gia đội tràng phản ứng nhanh chùi tệ bàn. Trăng hao cầu vạt bầu cử trời mua dịch, chơi hạt phục vụ sang bá tẩy lây rền, chấu hàng trện tao mạo chặt xuôi tiền, cóp nhập ngăn trên hám kho doanh nghiệp loan cố nhân chàng ngăn trên loan hàng bẹc trện khẩu trang, các sắc mặt giòn, mặt hạt, trái, xôi, tắng cầu vạt phòng chống dịch. Tô cáo rền trời bá tẩy lây rền vừa cuốn lầy, bùi sàng hạc dạng, vừa chiêu khâu cáo tọc sội online, sang thêm nhận dịch tháng hạc dạng. Tính toán cùng xây, liều ngành ngay chẳng tán cầu vạt phòng chống dịch, non tổng số trên, non các sắc mở rộng, dọc cá hơn, sập lọc tỷ ngàn.
ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Giang đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục. Ngành cáo giọc Bắc Giang Khleng là lộp chỉ đạo hao cơ sở cáo giọc, chống còn nghiêm còn vặt phòng chống dịch chưa tệ bàn. Cho nên cắn chỉ đạo hao cơ sở cáo giọc, chịu hô tuyên truyền, vận tổng tài piêu cáo dện, hạc xẹng, lòn tinh thần, tương ái. Cóp nhập ngăn trên, còng lạt, lon các xác mặt dòng, tăng quỹ phòng chống dịch, trồi hao tây phụ. Tại các địa phương, lon còng nhập cuộc quyết liệt, thần tốc, cú liều hệ thống chấn trị, con chân sau cóp lạt cú liều trả vội, cục hạ, lạng hướng tó cải Bắc Giang, lon còng liều lạt cú đôi ngũ, cáo dện, cú nhất chủ cộng chuyên liều ngành cáo sọc. Chắc chắn Bắc Giang Khleng sẽ cho chạy lùi tài dịch, tiêu xế xeng cày lại, bình yên, lon hồng.